Sự thật thì chính phủ Việt Nam chưa bao giờ ủng hộ hoặc giúp đỡ tôi về bộ mặt tài chính, thì cũng như chính phủ Úc cũng như vậy. Và vì những cái sự cố gắng và cái nỗ lực riêng bản thân mình, và cho nên một số vị gia đình cá nhân đã giúp đỡ và ủng hộ tôi. Và đó là sự thật như vậy.